của riêng mình. Thành phần sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Giữa sân chơi có một công trình. Hôm nay, xe tải Leo sẽ xây một mái ấm cho các robot. Máy trộn bê tông đổ hỗn hợp bê tông từ bồn xuống để tạo nền móng chắc chắn. Thêm chút nữa thôi. Được rồi, xe trộn bê tông. Đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Đây là xe tải Leo. Cậu ấy chở đến các chi tiết để xây căn cứ. Robot, các cậu sẽ sớm có nhà thôi. Tòa màu xanh là tòa trung tâm, nơi các robot vui chơi với các bạn. Đây là các tòa hai bên, màu tím và màu xanh. Thang máy này sẽ dẫn lên trên mái nhà. Một cái cột dài màu vàng. Đây là mặt sàn màu cam sẽ di chuyển lên xuống. Thêm ngọn chóp màu vàng này nữa là hoàn thiện. Đây là hai cánh cửa. Cửa sổ. Thật nhiều cửa sổ cho nhà sáng sủa. Các robot rất thích. Mái nhà cho các tòa nhà phụ. Ba nhánh cầu trượt màu vàng từ mái tòa trung tâm đến mái hai tòa phụ. Căn cứ của các robot đã xong rồi chứ? Không, vẫn chưa đủ nhà cho robot. Nhà của Violet đã xong, của Blue cũng vậy. Nhưng robot đỏ thì không có nhà. Leo, cậu sẽ giúp cậu ấy chứ? Xe tải Leo đến cửa tiệm của Lipty. Chào, cậu muốn một căn nhà mới à? Chọn đi. Nhà xanh lá. Không. Nhà burgundy. Chúng mình cần căn nhà màu đỏ. Chính là nó. Chất nó lên thùng xe và chở đến khu căn cứ của robot thôi. Cảm ơn Lifty. Các bạn robot đang đợi xe tải Leo. Cậu ấy về rồi.
lắp tòa nhà đỏ vào thôi. Robot thấy rất vui. Cảm ơn cậu, Leo. Khăn vàng xe đo cùng nhau chúng ta tìm, giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Xe tải Leo đang lái đi trên đường. Chào Leo. Cậu đang chở các bộ phận xe mới à? Ôi chà, đầy ắp luôn. Lifty và Scoop đang chơi ở công viên giải trí. Nhưng Leo lại không nhập hội. Cậu ấy đến thẳng nhà của robot. Robot! Cốc, cốc, cốc! Leo tới rồi này! Chào cậu! Các bạn robot vô cùng vui! Leo mang bất ngờ đến cho các bạn robot đây. Đây là bộ phận xe tải nhỏ để robot có thể lái xe dạo lòng vòng được như Lifty, Scoop và Leo. Ôi, bánh xe lăn đi mất tiêu. Cùng bắt đầu lắp ráp thôi. Khung gầm màu đỏ. Bánh xe. 1 2 3. Bánh xe thứ tư đâu rồi? Đây rồi. Giỏi lắm, robot. Đây là pin. Xe tải nhỏ của các robot sẽ chạy bằng điện. Động cơ điện. Sàn xe màu vàng có gắn ghế gập cho các bạn robot. Đến vô lăng và bảng điều khiển màu vàng. Các cậu thích chứ, robot? Tới thân xe. Và cửa xe. Chiếc xe tải nhỏ đã hoàn tất. Các bạn robot rất vui sướng. Họ nhấn nút. Nhìn cửa xe mở ra kìa. Các bạn robot vào trong xe. Bạn robot đỏ sẽ làm tài xế. Lên đường nào. Lạ thật. Sao xe tải nhỏ vẫn chưa chạy nhỉ? Oh, các bạn robot chợt nghĩ ra ý này. Hay quá, có tác dụng rồi. Đi thôi. Xe tải nhỏ đã chạy, nhưng vô cùng chậm.
vì sao vậy nhỉ? À, thì ra nhờ hai bạn robot đang đẩy xe. Dừng lại. Leo, sao xe tải nhỏ không tự chạy được vậy? À, hết pin rồi. Cần phải sạc pin lại. Các robot, đẩy tiếp đi. Leo đã tìm ra nơi để sạc pin. Cắm xe vào tua bin gió. Cánh quạt tua bin sẽ quay nhờ sức gió và sạc pin cho xe tải nhỏ. Hóa ra là xe tải nhỏ đang nhờ năng lượng gió cơ. Ôi cha! Xong xuôi, giờ xe tải nhỏ có thể tự chạy được rồi. Các bạn robot và Leo nhanh chóng đến công viên giải trí. Có thể mở cả nhạc trên xe nữa. Robot, đừng quên rẽ đường nhé. Scoop, Lifty, chào các cậu. Mọi người đều ở đây cả, vui ghê. Mình chơi đu quay đi. Cậu giỏi lắm, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn phần xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Đây là cửa tiệm của xe nâng hàng Lifty. Ôi, thùng rác sau cửa tiệm đầy rồi. Robot, cậu không thể bỏ rác vào nữa. Nó rơi ra ngoài mất. Giờ phải làm thế nào? Làm sao để làm sạch thùng rác đây? Xe tải Leo đến đây. Cậu ấy biết loại xe nào có thể chở hết rác đi. Hôm nay, Leo sẽ lắp xe đổ rác. Khung gầm xe. Buồng lái. Đèn trước. Cản xe. Vành bảo vệ cho lốp trước. Gương xe. Thùng xăng màu đỏ. Bốn lốp xe. Vành bảo vệ cho lốp sau. Ta đã lắp ráp tất cả các mảnh rồi. Ôi, nhưng để thùng rác chỗ nào đây? Ta cần phải tìm phần thân của xe đổ rác.
Thấy rồi này. Chọn một cái thôi. Phần thân của xe chở nhiên liệu. Không. Hay bồn xe chở xi măng. Tất nhiên là không. Phần thân của xe chở rác đây rồi. Chính xác là thứ ta cần. Leo, đem nó về thôi. Xe chở rác đã sẵn sàng. Đã đến lúc đổ sạch thùng rác. Xong. Giờ ta có thể tiếp tục đổ rác rồi. Leo, thùng xe cậu chất đầy rồi. Cẩn thận đổ rác vào thùng rác. Robot, tới các cậu. Xe chở rác, bắt đầu thôi. Giờ đây khu vực sau cửa tiệm Lifty sẽ luôn sạch sẽ. Giỏi lắm, Leo. Nào cùng chúng ta mình làm xe của riêng mình. Khăn vàng xe đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe. Đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo. Xe tải nhỏ, Leo. Ở sân chơi, robot dùng các khối ghép xây hai lâu đài. Tòa lâu đài phải thật to. Không biết rồi tòa lâu đài nào sẽ đẹp hơn. Ồ, chỉ còn duy nhất một khối ghép. Robot, đừng đánh nhau mà. Dù gì một khối cũng đâu đủ để xây xong. Leo có thể đem các khối khác tới. Đúng chứ, Leo? Leo đi đến cửa hàng của Litty. Litty, tụi tớ cần thêm khối ghép. Nhiều ơi là nhiều, đủ xây hai tòa lâu đài. Ôi chà, cả một núi luôn. Leo sao mang nổi từng đó khối ghép. Chúng mình phải lắp một cái xe tải lớn. Leo mang các bộ phận xe tải đến. Giờ mình lắp ráp lại thôi. Buồng lái. Đèn trước. Lưới tản nhiệt. Cản trước.
hai ghế ngồi. Vô lăng. Cửa xe. Gương. Phần này để gắn vào buồng lái. Dè chắn bùn. Ống xả. Và bốn bánh. Phần đầu xe kéo đã hoàn tất. Giờ kiếm đâu ra rơ móc lớn nhỉ? Cậu biết không, Lifty? Chọn nào, mình cần cái nào đây? Gâu máy xúc. Không. Bồn trộn bê tông. Sao bỏ khối ghép vào đó được? Xe rơ móc lớn ư? Phải, đấy là thứ chúng mình cần. Đẩy đi nào, Leo. Gắn rơ móc vào xe kéo nào. Lizzy có nhiệm vụ chất các khối ghép lên. Lifty, cậu làm tốt lắm. Leo, quay về chỗ của robot thôi. Ôi, khối màu cam rớt ra ngoài. Leo, cầm lấy này. Đi thôi. Robot, nhìn này, xe tải lớn mang đến quá trời khối ghép. Cẩn thận đó. Robot đỏ, cậu đâu rồi? Cậu không sao chứ? Giờ các cậu có thể tiếp tục xây lâu đài rồi. Các robot nhanh quá đi. Lâu đài họ đều xong cả rồi. Tuyệt vời. Cảm ơn nhé, Leo.